định ra để ninh là nhấc về mang về chơi mà cũng chả có gì mang về đây. Cây này là của ông Quân Rể đấy đúng không bà? Đấy, lại quay cho bà nhá, ai thích lại bà lấy nhá. Thế bà chả bán rẻ cháu bao giờ? Ờ thì đấy là kệ đó. Hả? Thì mới được có một cây. Thế cây này là bao tiền? Của con rể thì không biết. Thế hôm qua là bảo là bao nhiêu tiền nhỉ? 20 à? Đấy. Này là xanh quê nhỉ? Hai cây giống nhau. Đấy, lại quay cho bà nhá. Không, không phải mà cái chuyện mà cháu thích cái cây nào mà bị bán rồi tiếc lắm. Gì nhỉ? Bà giờ là cứ ra chợ lại vào và vẫn không vào bất cứ nhà ai. Không vào bất cứ nhà ai. Bà phải biết thế. Mà bà không vào bất cứ nhà ai cả. Bà hiểu không? Hôm trước ra đây thì bà đi vắng. Thế quay phim nhà bà mừng một cái cây túc hay cây sộp lộc đỏ đỏ ấy. Thế là bà ấy bán luôn được đâu đấy cũng 9 triệu. Cho cái quái gì? Cho cái quái gì đâu? Bà ra bà khoe thế mà ai lấy tiền của bà làm gì? Đấy. Bà đang quay phim thì sếp gọi hỏi. Còn quanh bất cứ ở đâu cũng được. Cháu thì gì gọi đam mê thôi, quay biết người rồi, nào tốt thì cháu quay giúp. Ý là người ta bán đấy. Đấy, gọi là đang đi làm công ty đấy. Mà đấy sếp gọi phải nói dối tí rồi đang đi đây. Người ta bán được thì là mình khách nó đến nhà ấy thì mình thì. Ừ, phải. Mẹ nó phải biết quan tâm đến nhau rồi. Ôi giời. Đấy, bà ấy là cười phớ lớn. Xuân giờ nhà bà Tâm cháu không vào đâu. Không vào, mời không vào. Ừ thì nhiều khi mà ví dụ có cái cây đẹp mình thì lúc ý kiểu như nó kiểu như là nó bị mê muội thì phải mua bằng được. Mày không hiểu ý ta nói. Ví dụ như biết là đắt vẫn phải mua. Mày hiểu nhỉ? Như nhà cô là cô bán biết nhiều nhất, những ai người ta tốt với mình thì cô biết nhiều nhất. Đấy, ví dụ cái thằng này nó lấy đâu tiền mà lấy rất nhiều. Đấy. Cười lệ tí các bác, nhưng mà nó vui thôi mà. Chứ cây cối ở đây thì tôi cũng không đặt hy vọng nhiều. Cái thứ nhất là các bà cứ mời và quay phim, thứ hai là mình cũng có chút thời gian. Đấy. Thứ ba là mình cũng ham chơi mình ra đây chứ. Thực tế mà nói cây đẹp thì trầm trồ lên thì ở ngoài này các bà ấy chưa có, không có. Các bà không mua được với thợ săn hết. Còn thương mại thì như này thôi. Như này là ở đây là tầm thuộc diện nét rồi. Mà giá cũng không hề rẻ đâu. Đấy là cái cây. Đây, bên này nó mất một phía. Cây này thì đúng là nó là quê nhưng mà dáng dấp thì lại nó lai lai điền một chút. Là 20 triệu mà bảo cái cây của con rể. Vui vui tí, đây có một cây nữa. Đây có một cây nữa. Nó cũng cục kịch lắm nhưng mà cũng thuộc những cây tầm trung rồi. Cây tầm trung. Đấy. Cây này bà ấy thì nói chung là đi làm thương mại mở chợ thì những cái cây như này bà ấy sẽ bán được giá. Chứ thợ thiết thì lại khó mua. Thợ thiết làm chơi thì không nói, về làm thương mại thì lại khó. Thể loại nào cũng có khách hàng. Ui, cái cây nguyệt quế này hôm trước xem quá.
giờ nó rụng như hoa bưởi. Đấy, vừa nãy bảo là có cái quan tâm cái cây cây mà trên cái chậu gốm của bà ấy, vì từ chưa từ hôm khai xuân rồi tôi hôm ra Tết giờ là trước Tết cơ là cũng chưa múc được cây nào, cảm giác nó bí bách khó chịu. Cơ bản là mình bây giờ mình muốn một cái cây nó cực nét mà giá nó phải chăng, vì điều kiện kinh tế mình nó không có nhiều, thế mà ra chợ thì khó lắm, gần như không có. Thì có những cây nó gọi là thôi ưng mắt tí thì mình múc thôi, mình về mình làm, nhưng mà vấn đề là cũng không kết cho lắm, thực tế là không kết cây nào ở ngoài chợ. Ok, cây này này bà hôm trước bà bảo, hôm qua bà có bảo là mười mấy triệu, 18 hay là 15 ấy, đại loại thế. Một cây đã ôm cái chậu cũ ngày xưa đây, nó bóp biết đây rồi. Thì nói chung là chơi như này các cụ chơi là rất vui rồi, nhưng mà tất nhiên nó không rẻ. Nhưng quan trọng nhất là mình không thấy nó kết, không thấy kết. Chả thấy yêu được, không thấy yêu. Còn nhiều các bác lại rất thích cái phong cách này, nó cũng khó nói. Đúng không? Rất khó nói. Thân thế có phải già nua rồi cũng gì đấy, nhưng mà bệ rễ rối rắm lôi thôi, chân cẳng tay cành lằn ngoằn. Tất nhiên thương mại thì phải bẻ vào này chứ không, bây giờ cắt cọc lốc thì ai mua, đúng không? Chỉ có bác thợ mua, mà bác thợ mua thì lại lấy ví dụ như anh em mình thì mua thì lại ép giá rẻ xuống, người ta không mong muốn là bán cho thợ đấy, là như thế thôi. Tức là có hai cái cây xanh, là ba cái xanh mới, còn đâu là hình như là cái cũ hết ấy. Cái me này cũ nhưng mà đấy đang ra lộc rồi, đang ra lộc non rồi, xem chỗ này có cây gì mới. Muốn có một cây mới nó mét để về làm mà khó đấy. Thứ nhất là mình cũng có biết đấy, nhưng mà thường phải vào các nhà vườn mà giá thì kinh lắm, giá thì mình không thương mại mà mua ở đấy thì nó ảnh hưởng rất là lớn đến kinh tế. Làm công ăn lương thì nó có vậy thôi mà, còn bao nhiêu thứ phải lo. Cũng nhiều lúc mà nó gặp thì nó hứng thì cũng múc đấy, nhưng mà thực tế cũng chưa gặp. Đấy, cái xì này cũng mới đấy. Này vấn đề đây, muốn về làm cây có nhưng mà không, hết cây mới. Hết cây mới đấy là có, nói chung là cả chợ là có cái cây xanh. Tôi lâu lâu cũng thấy bà Vững mới có một cây xanh nó cũng hay một chút, là cái cây mà ôm cái chậu gốm ấy, thì về bà bán được hơn chục triệu rồi. Chả rõ là bao nhiêu nhưng để mình chỉ biết là hơn chục triệu. Đấy. Vài chữ thủy. Quên tí nữa không quên câu hỏi cái vài chữ thủy cho bác nào nếu mà quan tâm. Em không chơi cái dáng này rồi. Không chơi cái... ở đây cái này hôm trước để trong cho ra ngoài. Đó. Đây mùa này lộc vừng vẫn có hoa hay nó lộc này vẫn có hoa. Mai chú Thủy là bao tiền mà? Mai chú Thủy. Mai chú Thủy này bao tiền? Quá bưởi. Mai chú Thủy này bao tiền đấy? Mai chú Thủy là bán rẻ nhất cho cháu lấy thì 12 triệu. À không, cháu không lấy, hỏi cho người ta biết thôi. Cây này đặc biệt luôn, mấy chục năm rồi. Này mai nó hoa nó nở chiếu. Rẻ nhất cũng phải 12 triệu đó. Thế còn cây kia? Đâu? Cây kia kia. Cây chục triệu. À kìa. Có cây 2-3 triệu, có cây 500. Ừ. Đấy, hỏi được biết thôi.
này hôm trước khoảng 20 triệu đây. Cây này là bán tiền nhỉ? Bà Vững nhỉ? Thế còn cây này? Ừ. Nồi cơm điện. To hơn nồi cơm điện. Thùng sơn này. Đường kính gốc bằng cái thùng sơn đấy ạ. Rồi. Cây cần thăng này. Hôm trước quay rồi nhưng mà nay hỏi lại giá cho chuẩn. Đây ạ. À. Nhà tôi bán để có lãi nhưng gọi là lấy vui thôi ạ. Tưởng chục để em về luôn. Không chịu. Hoa hậu ổn giá để tiền. Ừ. Cái Hải Châu này bao tiền? Cái Hải Châu này bán 4 triệu. Đấy, cắt gọn gọn tí. À. Cắt gọn gàng tí. Bà hôm rồi vào miền Nam mà không ra được cây nào à? Nào có thể mua cây không anh muốn. Đấy, cháu ở đây cháu biết bà vào miền Nam. Anh muốn thì rất tài ấy mà. Hả? Bị giật á? Bị cướp à? Miền Nam lại thế à? Bảo hãi luôn, cho tên biệt thự bảo tôi ở đây tôi cũng chả. Ê, nhà giàu quá gì? Khổ lắm em không hiểu, nó cướp như trong tay ấy. Ờ, không như ý là nó biết là nhà giàu cái gì nó mới cướp gì. Bây giờ nó đưa 1 triệu đồng mà mình đưa 1 triệu mà mình mua rau hay mua thịt mình chưa kịp nhá. Ờ. Nó xong mình không biết mình lạ lắm. Ờ. Không bắt được nó. Ê, chết không. Thế nhưng mà nó có đánh đập gì không? Bắt nó là mà đánh thôi. Không, ý là nó có đánh mình không hay là chỉ giật xong chạy? Nó giật được tiền nữa thôi, giật được của nữa thôi. Thế là ốm à? Anh dài ốm. Thế còn ai bị giật? Cô giật, cô à, bị giật. Bị giật à? Đeo túi ngang người. Mì dù giật mấy chục nghìn à? 36 triệu, 29 triệu. Đi mà. Đâu mà cầm nhiều tiền đấy? Tiền máy bay của cả một ấy người, tiền thăm anh. Ừ. Thế là sau này sống bằng cái gì? Sống bằng cái gì thì lại mượn tiêu chứ. Những người không mất người ta thế nào thì ít nhiều chẳng có. Đấy. Thảo nào hôm qua bán cây đắt thế. Giang mất tiền. Bán cây đắt để gỡ. Vui vui tí. Bán đắt chẳng ai đến rồi. Giờ xã hội người ta tỉnh tỉnh hộ. Rồi. Cô làm sao mà từ cái tàu này, từ Quy Nhơn này, từ Bình Định này, à, từ Yên Bái này, Lào Cai này, à, đều à, ra để cô này. Ừ. Cô mới bán một xe ba chân ở trong cái tàu. Đi kiểu gì vào tận trong ý? Người ta ra đây người ta mua xong rồi mình thuê xe chở cho người ta. À, thuê xe ô tô à? Thuê xe ba chân. Bà gác làm gì dám chạy vào tận Vũng Tàu? À, xe ba chân cơ mà. Xe ba chân là xe gì? Xe ô tô to hàng mấy chục tấn mà. À. Thế là ô tô còn gì nữa? Ô tô đây, xe ba chân đấy. Thế thì chịu khó hơn. Ô tô ba chân thì tốn tiền tí. Nhiều người ra. Rồi.